Ok, hello, xin chào các bạn hữu. Hôm nay chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shadowfire 2. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đánh Shadowfire 2 với cố gắng đập chết được thằng Linux. Ok, mình sẽ đánh Thomas để lấy XP nhá. Chúng ta cần hơn 300 experience để lên cấp Shadow with Friend. Con quỷ, Friend là con quỷ. What up? Con fan này. Con fan, trời ơi. Sao thế cháu? Úi trời ơi, ôi trời ơi. Úi trời ơi, úi trời ơi. Con lợn này. Con lợn. What the fuck? What the fuck? Mày biết bố mày mới mua những con quá không? Bố mày là một cao thủ. Cao thủ như con. Úi trời. Cao thủ như con. What the fuck? Bữa mày cất giống Lý Tiểu Long mày. Bố mày là Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Quân. What? What đó. Mày, mày, mày. Được cây mẹ rồi. Nhơn. Úi chết mẹ luôn. Thơm ngon, bổ dưỡng. 50 kinh nghiệm ngay. Có tiếp không? Ui con gái, ui vãi lều bố to thế. Vếu vếu vếu. Thiện tai thiện tai, bần tăng. Hối lỗi, bần tăng hối lỗi, bần tăng hối lỗi, bần tăng sám hối. Mày, mày. Mày sòng tao, mày sòng tao con lợn này. Con lợn này. Mày tưởng mày con gái mà tao không dám đánh. Mày tưởng tao con gái mà không dám đánh. Mày tưởng tao con gái mà không dám đánh. Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa. Bắt cái gì? Úi giời ơi. Tuyệt kiếp phạm. Tuyệt kiếp phạm. Úi giời. Tuyệt vậy. Tuyệt kiếp. Úi giời ơi. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Má mẹ mày. Mày ăn vào đầu. Mày bố láo. Mất dậy nó không được. Mất dậy. Úi giời. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Úi giời ơi mẹ ơi. Úi giời ơi. Quá đâu. Úi giời. Úi giời. Mẹ có mỗi cái. Có mỗi cái. Có mỗi cái. Mẹ mày bụng thôi mà nó sọc từ đấy đến giờ. Làm mình mất tự tin hẳn. Mà mẹ mày. Đá chân. Mẹ mày. Mày sao? Mày sao? Mày sao? Mày sao? Mày, mày, con người. Ủa sợ. Tiên sư mày, tiên sư mày. Tiên sư mày. Con này mày bị ngu rồi. Mày bị ngu à? Mày bị ngu à? Chết mẹ mày đi. Nhờn. Ngon 5 experience ngay. Tiếp tục nào. Đánh 4 trận là đủ. Thằng là Iron Samcho Tatu ở đằng sau lưng. Xăm cái con mẹ gì đấy. Đầu lâu à. Lấm tay các bạn. Mày. 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 Mày sợ mày quá. Quật. Đúng rồi. Nó quật mình chứ không phải. Nó quật mình chứ không phải. Quật. Thế sự mày. Bố mày trang bị từ đầu đến trận hơi kinh đấy. Bố mày sợ mày quá cơ. Bố mày sợ mày quá cơ. Holy shit man. Bố mày lại sợ mày quá. Bố mày lại sợ mày. Bố mày lại sợ mày quá. Chết mẹ mày đi. Iron Man à. Một tiếp nào. Iron Man, Iron Man, Iron Man. Mày. Nhợt. Cái gì? Nhân. Holy shit. Mẹ. Được cục đá gì kìa anh em. Mày. Né quá nhở. Né này. Ngu người. Yêu quên. Ôi trời ơi. Mình còn 2 trận nữa mình mới lên được cấp 6 cơ. Cấp 6 thì mình sẽ có machete. Đó là cái mã tấu. Chứ có. Cái gì? Mày. Con lợn này. Con quỷ này. Mày. Con quỷ. Sám hối. Sám hối cho con quỷ. Con quỷ này. Con quỷ. Con quỷ. Cái gì? Con quỷ này. Con quỷ. Mày làm sao? Ủa rồi nó chém mình. Mày thật. Con quỷ, ngu người. Chắc mày không có bố Tho anh em nhở. Bố Tho đập phát chết mẹ luôn. Chắc mày còn một đống vũ khí này, một ít vũ khí này chứ á. Tôi tưởng nhiều lắm mà mày. Anh em ai biết cách áp vũ khí vào trong này thì anh em inbox rồi nhá. Ôi dồi ôi. Bố mày lại sợ mày quá. Bố mày lại sợ mày quá cơ.
Ơ sao ít vũ khí thế nhở? Ngon một phát nữa là được rồi. Nó mà quả này là khó rồi. Rogu Yêu khu cô đằng phách này. Hà phách, hà phách. Úi xòi ơi, đập phát đầu. Mày cứ bố lặng. Mày cứ bố lặng. Mày bình tĩnh nào. Mày bố lặng. Mày con lợn này. Chết ngay. Tiếp tục nào. Quát nào. Anh em biết cái trò này là trò cày cuốc lấy tiền để unlock cái đồ xong rồi để đánh đúng không? Mà tôi quay cho anh em thì anh em nhìn, anh em đợi tôi cày mà đánh được có 5 trận thôi vì có 5 thể lực. Mà anh em đợi tôi cày tiền mà mẹ, đợi tôi cày tiền mà đánh để đánh bốt ấy thì mày lâu, gọi là lâu lâu vãi cả cứt. Lâu không thể nào chịu được anh em ạ. Thế nên là bắt buộc là phải sử dụng chế độ hack. Đấy này, núi này. Mình đánh ngu thì mình cứ học phòng thủ thôi. Ui, Blood Reaper. Ơ sao 6 sao hết à? Dagger này anh em. Úi xời. Mày trông như vậy samurai. Thôi này coi. Này đam đâu có bằng con bằng nhau cả mà. Còn mình equip cái này đi. Kinh vãi đái. Snack Highness. Có đồ kim cương nặng hơn mà. Quất này. Ui. Sakura Mash. Cái gì đây? Nói đéo biết. Ui, nhiều thế. Ok, ui dồi ôi. Mẹ trông như con đàn bà. Tập trận nào. Ui dồi. Kinh vãi. Ui vãi đái. Mày kinh anh em ạ. Mày cái này vũ khí vãi cả đái nhỉ. Vãi cứt. Ok ngon rồi, bem con Lin ngon rồi. Thì Lin X này. Sợ đéo để thấy chưa. Anh em thấy không, hết mẹ tiền. Ờ mình còn thằng đắt đi nữa, mình lấy thằng Lin X này. Thấy chưa, hết mẹ thể lực thì mẹ anh em đợi à. Đúng không? Thôi rồi cứ hack cho nó sướng. Vậy mày làm sao? Mày cổ lặng bố đời này. Bố đời này. Bố đời. Ôi dồi, ôi sợ bố đời. Thằng này bố đời hơi cao nhỉ. Tỷ lệ bố đời nó hơi cao. Nhưng mà còn chết rồi. Cái này đéo đánh xa được. À đéo đánh gần được, quên. Bố lại sợ mày quá. Đứng nhìn này. Thấy chưa anh em, cái này đánh. Cái này đánh xa sướng cực. Múa vũ khí. Đánh xa rất sướng. Cứ thêm một quật thôi. Đấy, cứ thêm một quật thôi. Nửa cây rồi. Nó biết cái này nó mẹ chơi bẩn này. Chết con mẹ luôn. Kinh vãi. Ma giáo. Ok, Lone Beast. À, sao có thằng Lidic thì sao? Có cái gì đây? Accept your challenge. Fight. Bây giờ chúng ta giành con Lidic, nó có cái chảo ấy anh em ơi. Mày tát không? Mày gì à? Wolverine, nhưng mà Wolverine là móng mọc từ trong da của con này là bắt xem rồi 3 round rồi. Phải đấy, cái là phải thắng 2 round rồi. Hữu số ăn vả. Thẳng lý đích này. Chết mẹ rồi. Tôi đéo hiểu bốt quế yếu hay là tôi khỏe nữa. Without a bruise. Kinh mấy. Trông như con cào cào ấy. Lý nick này. Head hit. Lý nick này. Bom đi đâu? Mày định đi đâu? Mày định biến đi đâu? Mày định làm sao?
Mẹ có cái vũ khí đây tôi bá đạo mẹ này các bạn. Chào kìa. Đây đi. Ta đâu. Chào đồng tội. Ôi dồi nó phi. Nó phi tiếp. Chào đồng tội. Chào. Ôi dồi. Ôi nó được regeneration. Chào đồng tội. Tàng hình. Tàng hình. Bố mày bấm linh tinh ấy. Tàng hình. Tàng hình. Tàng hình. Tàng hình. Tàng hình. Ôi dồi ôi. Bố mày được regeneration đấy anh em ạ. Ôi dồi ngã kìa. Nó cái lâu thế. À hiện hình. Hiện hình rồi. Hiện hình rồi. Hiện hình rồi. Hiện hình rồi. Tiên sư mày. 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 Ăn sút. Ăn sút. Ăn sút. Ăn sút. Còn nó né này. Thiết bố láo ăn cắp này. Ăn sút này. Nó the chain. Hê hê. Xong lên đấy rồi. Ninja Hunter. Ơ mình có được. Mình có được cái móng của nó không anh em? Được cái móng. Được cái móng. Móng 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 đâu. Móng đâu. It cannot be. Ok chúng ta đã học được mẹ kiểu cái phi đã. Ủa rồi. Rất nhiều thế. Ôi con mẹ nhiều thế. Ôi cái gì đấy. Tag 2 Secret Bat. Thằng nhà đang nhằng. Mò. Ôi dồi ôi. Helmet Challenger Basic Tournament Stack in order to unlock the best doll. Assassin cái đéo gì đây. Dua Survival Tournament. Ủa vãi cực cực impossible. Hàng hoa. Underwood. Nó sẽ Underwood. Ơ từ sang từng bàn mới là có vũ khí mới rồi anh em. Ô hay ấy. Tôi tưởng có ít Underwood là cái đéo gì. Địa ngục à. Đào lâu này mẹ câu giờ anh em quá. Ờ ok chắc là tí tôi cắt đi cái đoạn này thôi. Ok, chúng ta đã vào được kho vũ khí rồi. Ok, nào show me. Ơ? Ơ, sao đều có anh em. Kho vũ khí tự tưởng lấy chứ. Upgrade rồi mà. Ui, nó còn nhiều lắm. Vũ khí mới, đúng rồi. Nó vừa upgrade được cái đoạn lúc ấy tôi cắt là nó vừa upgrade. Mẹ một đống vũ khí của địa ngục này. Ui, nhiều ấy. Ui. Mẹ bị điên à. Ui, lưỡi tử thần. Ok thì ok thì có lẽ là mình end clip nhưng mà thì vấn đề là mẹ kiểu phấn khích quá ấy. Bây giờ tôi sẽ đánh lên level 7 xong rồi tôi unlock vũ khí mới cho anh em xem nhá. Để tiêu đề tuần lần sau chúng ta sẽ mẹ mày hóng hơn cái clip lần sau là vũ khí mới, trải nghiệm vũ khí mới. Mày nhảy đi. Nhảy. Chết cụ mày đi. Perfect. Cái vũ khí đánh sướng vãi. Chỉ cần đấm đứng bấm nút bấm đánh là thắng mẹ rồi. Trừ khi là nó áp sát mọi người mình. Này thì áp sát này. Áp sát. Ủa vãi lên. Mày bị điên à? Có lợn. Ủa rồi. Múa con mẹ mày này. Múa này. Úi dồi ôi. Mày tự động chảy máu mày chết được gì nữa. Chưa lên nữa chứ. Nó mổ. Ok Velvet. What not. Vèo vét. Ôi dồi hết kìa. Vèo vét này. Cái gì đấy? Con này điên này. Con mèo điên này. Hay quá. Mất vũ khí thì tôi coi như nằm đất chứ còn gì nữa. Nằm đất. Hít đất. Gặp cỏ đi. Hít đất. Gặm cỏ thôi, chảy máu mà chết đi nhá. Trời đến khi mà con đi đánh nhau thì. Ok. Gặm cỏ đi con.
Tôi định mẹ đào huyệt sẵn cho nó. Tôi đào huyệt sẵn cho nó dưới đất rồi. Bây giờ nó chỉ cần xuống mà gặm cỏ dưới đất thôi. Thôi, chảy máu thì xác mẹ định là gì ạ? Gặm cỏ. Một phát nữa là lên level 7 rồi. Gặm cỏ thấy cơm. Gặm cỏ chưa? Đừng có nhở, nó biết ném ấy nhở. Gặm cỏ. Trời ơi, ngã rồi. Mày ăn đá. Gặm cỏ, úi xổ ơi, móc vào đầu thì chết mẹ luôn, vãi cả cứt. Ngon ạ. Tôi không muốn chửi đâu nhưng mà được rồi, mình sẽ lắp thử vũ khí này vào, mình solo vậy nào. Đây, dagger. What? Nốt phát này là xong rồi. Chúng ta đã lên được level 8. À, level 7 quên. Fan. Nó cầm mát tấu, mình cầm dao ngắn. Lấy nào. Dao này dao kiểu của nữ ấy, anh em ạ. Cái gì cơ, con lợn này. Con lợn này. Mày bị điên à? Bố mày lại sợ mày quá. Lên thằng gối, lên. Ôi dồi ôi. Mày, bố mày lại sợ mày quá cơ. Ăn vả. Trời đất ơi, tôi quên tắt inbox Facebook rồi. Mày, úi dồi ôi, đang định chọc nó. Cái gì cơ. Chọt mày nè. Trận cuối có vẻ khó khăn quá nhỉ. Trận cuối có vẻ mình thay vũ khí phát khó khăn quá nhỉ. Mày. Bye bye. Sời. Hello. Contender. Chắc là đánh hết ấy. Ngon, you win rồi. Ok, chúng ta lên level 7. Furious Hambreaker. Mystery Blue Seal One From cái phong ấn từ Linux. Nào, mua vũ khí mới nào. Anh em thấy phấn kích không? Quá, Blue Reaper được upgrade này anh em. 154 đam. 154 đam upgrade. Upgrade 8 sao này. Nghĩa là mỗi lần nó upgrade lên một mức độ. Phải đây. Bronze ammo, giáp đồng. Để trai không? Long horn, sừng dài. Kiểu sừng samurai em ạ. Đây rồi. Chưa được à? Ok thì để ủng hộ tôi làm tiếp cái clip tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like, comment ngay bên dưới và nhấn subscribe để ủng hộ cho tôi nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.